Hôm nay ở đây được diễn ra một ngày hội đặc biệt. Bên cạnh thì quay heo này, mở karaoke kẹo kéo, vừa hát vừa nhảy, để còn có thêm cái món siêu cay các bạn ạ. Các bạn coi này, món này là món nướng tái nhá. Trên đây là thịt bắp ạ, thịt thăn nướng tái rồi bóp bóp đồ bóp chanh. Các bạn thấy hấp dẫn không? Vừa quay heo vừa nhậu vội này thì khỏi chê nó nhá. Ok, các bạn thấy hấp dẫn chưa? Bây giờ mình sẽ đếm thử cho các bạn xem nhá. Làm được một miếng này. Rồi, ok. Rồi. Bây giờ mình làm một miếng thử cho các bạn xem nha. Hấp dẫn thế nào nhá. Ok. Rồi. Tuyệt vời luôn. Quá ngon luôn. Ngọt và mềm nhá. Ngọt và mềm. Chua chua, cay cay. Làm miếng nữa đây. Làm miếng nào. Cho cảm giác à. Cho biết cảm giác à. Cay. Ngọt không? Cay cay. Ngọt. Quá tuyệt vời nhỉ. Món này là món thịt thăn, bắt đầu là nướng tái đúng không? Nướng tái là mình bóp đúng không? Rồi mình bóp chanh vào. Ướp vào. Vừa quay heo, lò than đỏ hồng và cuốn thịt bắp lên và nướng tái. Bên này là heo quay các bạn này, đặc biệt không? Đó, các bạn đang theo dõi video clip của kênh YouTube Áo Cưới Hoàng Ngân và rất đặc biệt. Hôm nay là diễn biến sự kiện đại hỷ lễ Vu Quy của con gái của ông bà ông Nhí tại thôn 21 xã Cư Bông huyện Ek tỉnh Đắk Lắk. Và ngày mai thì tiệc Vu Quy mới tổ chức, nhưng mà tối đêm nay thì nhà có tổ chức quay hai con heo to, và anh em các bạn trẻ thì tổ chức quay heo và tổ chức hát karaoke cả đêm ngay tại buổi quay heo này.
Nguyệt ơi. Nguyệt. Quay đều tay này rồi. Quay tầm tay. Thường thường là quay một con heo này là khoảng bao nhiêu thời gian anh? Khoảng 3 tiếng anh ạ. 3 tiếng à? Ờ, 3 tiếng. Nhưng mà để trước khi mà... Nhưng mà tôi nhầm là 5 tiếng. Trước khi cho heo lên lò thì phải mất cũng phải mất mấy tiếng chuẩn bị phải không nhỉ? Trước khi heo lên lò phải chuẩn bị khoảng 1 tiếng. À. 1 tiếng nhưng mà cái lúc mà... Bỏ hạ gia vị, ướp gia vị rồi... Khâu. Cho lá cây vào trong đúng không? Thì lá cây được rồi là lá mắc mật phải không anh nhỉ? Rồi. Mà còn cái khâu mà hạ nó này cái như là không tính. À. Một ngày mới thay em bắt đế trai bao vui buồn. Và lớp sau cười anh khóc cho người anh yêu. Và thật đau ơi đã giúp anh mạnh mẽ hơn để rồi anh biết. Thế giới em không còn em, anh vẫn cười. Và thật sống không em, anh cứ vui chết để phải sao. Rồi anh sẽ nhớ em lắm, anh có biết không về cười. Đảm bố ký ức quá khứ, anh không cho chiều mưa rơi. Thật lòng anh nhớ rất nhớ, anh vẫn đêm mất thế nào. Mình sẽ quay xong cái đoạn này, mình sẽ lấy flycam bay quay từ trên trời xuống cho các bạn coi nhá. Miếng nữa nhá. Đấy. Ok. Đó, ok. Mời anh em nhá. Quá hấp dẫn. Đúng là thú vị thật các bạn ạ. Quay heo như thế này thì thức cả đêm vẫn không buồn ngủ các bạn. Quay 4 con chắc 49 ấy. Thật. Quá vui đi. Quá hấp dẫn đi. Vừa có mồi nhậu mà lại có thưởng thức nhạc. Anh ấy có nhu cầu quay heo cứ bảo đội này đi là chắc 900% ấy. 900% luôn. Có loa rồi, có bia rồi, này mồi nữa là bảo đảm là 900% luôn. Nhất trí. Quay nhanh, quay.
quay hết pin à? Ai mà có đám xá gì yêu cầu quay heo là cứ bảo đội này cứ khoảng 5 thùng bia. Cho mình một bài các bạn ơi. Đồng đội này mới quay là khoảng 5 thùng bia thôi, ít thôi. Khoảng mấy cái thân của thì theo ví dụ có 3 con thì 6 cái, 2 con thì 4 cái thì chắc. Đấy. Đấy. Chiều ta quay ban ngày thôi, buổi trưa và buổi chiều thì ăn. Nhưng mà gia đình đây thì quay cho tiệc ngày mai nên là quay cả đêm. Và thực ra thì nếu mà quay heo cả đêm thì rất mệt. Nhưng mà ở đây thì các anh các chị đã sáng tạo ra và tổ chức hát karaoke loa kẹo kéo. Và vừa quay heo vừa thưởng thức âm nhạc, cũng rất thú vị các bạn ạ. Cảm ơn các bạn nhé, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái đoạn video clip này.